Và lúc này xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu để cùng đến với nghi thức đặc biệt của Madame Trang Lê tuyên bố khai mạc cho Amavina tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mùa thứ 15. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, đây chính thức tuyên bố khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam International Fashion Week lần thứ 15 với chủ đề Let's Dream in the Future. Xin được phép chúc mừng tất cả chúng ta cùng với Aquafina Việt Nam International Fashion Week mùa thứ 15. I am not so sure you believe.